Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo phong thủy học, không gian trong nhà có rất nhiều vị trí được coi là đắc địa với những đặc điểm, tính chất khác nhau. Vì thế, việc trồng cây kim tiền ở mỗi địa điểm như vậy cũng cần phải được xem xét kỹ càng để tìm được vị trí phù hợp với tính chất của cây để mang lại hiệu quả cao nhất. Ở trong mỗi gia đình, nơi được chú trọng nhất về phong thủy đó là nơi để những cây cảnh nhỏ vừa để bài trí vừa nhằm thu hút tài lộc như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm hay vị trí trước cửa nhà. Vậy cây kim tiền nên đặt ở đâu để có thể thu hút tài lộc, tiền bạc ùn kéo đến? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, ý nghĩa của cây kim tiền trong phong thủy. Trong phong thủy, kim tiền mang ý nghĩa thể hiện sự phú quý và phúc lộc đủ đầy. Dưới điều kiện sống thích hợp và được chăm sóc tốt, cây kim tiền có thể ra hoa, báo hiệu gia chủ sẽ càng ngày càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát tài. Đặc biệt, mỗi khi cây kim tiền ra hoa thì đều được coi là sự may mắn của người trồng, bởi đây được xem là một dấu hiệu tốt, báo hiệu sự thành công đang đến gần. Hoa của cây kim tiền có màu trắng, tượng trưng cho sự tài lộc thịnh vượng, đơm hoa kết trái cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc, viên mãn. Mọi người thường cột lên cây kim tiền những sợi chỉ đỏ và vài đồng tiền vàng để trang trí, cũng như cầu mong tiền tài, danh vọng, địa vị trong cuộc sống. Cây kim tiền còn có tác dụng cổ vũ trên lĩnh vực tinh thần. Sự dẻo dai và cứng cáp của cây sẽ cổ vũ, động viên tinh thần cho chúng ta mỗi khi khó khăn, mệt mỏi, khiến ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, sẵn sàng đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống. Với vẻ bề ngoài cứng cáp và dẻo dai, cây có thể đứng vững vàng trong nhiều điều kiện sống khác nhau. Kim tiền phát triển mạnh mẽ, càng tràn sức sống là nguồn động lực cổ vũ tinh thần trong những lúc khó khăn, mệt mỏi. Mỗi lần nhìn vào cây như đang cổ vũ, thôi thúc chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, đối đầu với các thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Cũng chính điều ấy khiến kim tiền trở nên ngày càng đặc biệt. Với những phiến lá to, dày, càng mọc, kim tiền có khả năng hấp thụ tốt các chất độc, bụi bẩn bay lơ lửng trong không khí, trả lại không gian trong lành, an toàn và thoáng mát. Theo các nghiên cứu cho thấy, cây kim tiền có thể loại bỏ các chất dễ bay hơi như benzen, ethylbenzen, toluene, xylene. Một khi làm việc mệt mỏi, căng thẳng trên khuôn mặt bạn không chỉ thể hiện những cảm xúc tiêu cực mà còn tiết ra các chất độc hại. Đặt một chậu cây kim tiền bên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí cho cả phòng mà còn hút vào những chất độc hại giúp cho không khí tươi mới hơn. Khi mắt làm việc và cần điều tiết nhiều mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn cây kim tiền một lúc, màu xanh của lá sẽ khiến mắt trở về trạng thái bình thường. Ngoài ra, cây kim tiền còn là món quà tặng ý nghĩa dành cho gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Không chỉ mang ý nghĩa tốt về phong thủy, kim tiền còn mang đến một thông điệp cổ vũ tinh thần cho người thân. Đây cũng là lời chúc tốt đẹp, mong người nhận luôn gặp những thuận lợi, thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Trong các dịp như khai trương, lễ Tết, thăng chức, cây kim tiền cũng là món quà được yêu thích và lựa chọn hàng đầu để gửi những lời chúc tốt nhất và may mắn đến với người thân. Cây kim tiền hợp mệnh nào? Trong phong thủy, cây kim tiền thuộc mộc. Trong quá trình cây sinh trưởng, không thể thiếu các yếu tố như đất trồng là thổ và nước là thủy. Ngoài ra, cây thường được trồng trong chậu hoặc bình thủy tinh là kim. Do quá trình trồng cây gần như hội tụ đủ tất cả các yếu tố trong ngũ hành, nên cây kim tiền phù hợp với tất cả các mệnh. Tuy nhiên, các mệnh khác nhau thì cần có những lưu ý khác nhau. Thứ nhất, đối với những người mệnh hỏa và mệnh mộc. Hai mệnh này rất phù hợp với cây kim tiền vì cây thuộc mộc, tương hợp với chính mệnh mộc.
và hành mộc thì tương sinh với hành hỏa. Thứ hai, đối với người mệnh thủy, nên sử dụng cây kim tiền thủy sinh hoặc lựa chọn chậu cây trồng có các màu trắng và có trang trí vài viên sỏi. Vì nước thuộc hành thủy, màu trắng thuộc hành kim mà kim tương sinh với thủy. Thứ ba, đối với người mệnh kim và mệnh thổ, nên sử dụng các loại chậu bằng sứ hoặc có màu trắng. Bên cạnh đó, trang trí dưới gốc cây bằng những viên sỏi màu trắng hoặc vàng, vì màu trắng thuộc hành kim, còn vàng thuộc hành thổ mà thổ sinh kim. Vậy nên đặt cây kim tiền ở vị trí nào để có thể mang lại may mắn, tài lộc và vượng khí cho gia chủ? Cây kim tiền là loại cây có ý nghĩa chiêu tài lộc vào nhà. Chính vì thế nên vị trí đặt cây kim tiền cũng rất quan trọng. Vì nếu đặt sai sẽ không phát huy được ý nghĩa chiêu tài lộc của loại cây này. Để tìm được một vị trí đặt cây tốt thì cần phải xem xét cực kỳ nhiều yếu tố liên quan đến cách bài trí phong thủy của cả ngôi nhà. Nếu tiện, bạn nên mời các thầy phong thủy tới nhà để xin tư vấn cách chọn vị trí đặt cây phong thủy. Còn nếu không, các bạn có thể căn cứ theo một số gợi ý sau đây. Thứ nhất, đặt cây kim tiền ở vị trí tụ tài trong nhà. Theo quan niệm phong thủy của phái Bát Trạch, căn nhà cần phải được xây dựng sao cho bố cục tụ khí mới tốt. Chỉ khi nào khí tụ được trong nhà thì mới có vận số ổn định, công việc thuận lợi. Để tính toán được bố cục này, cần phải có người am hiểu phong thủy tham gia cùng với đội ngũ thiết kế ngôi nhà. Tuy nhiên, nhà của các bạn thường xây dựng xong rồi mới nghĩ đến việc mua cây phong thủy như cây kim tiền về đặt trong phòng. Trường hợp này, phải bắt chạy quan niệm các loại cây phong thủy có ý nghĩa chiêu tài đặt ở vị trí tụ tài trong nhà sẽ giúp tăng tài, vượng lộc. Để tìm vị trí tụ tài trong nhà một cách tương đối là không khó. Bạn chỉ cần đứng ở cửa chính của ngôi nhà, nhìn vào bên trong sẽ nhìn thấy vị trí chéo với góc cửa chính là nơi tụ tài. Nếu cửa chính nằm ở chính giữa phòng khách thì vị trí tụ tài là hai bên góc trong cùng của phòng khách. Nếu cửa chính nằm ở bên phải của phòng khách thì vị trí tụ tài là góc bên trái và ngược lại. Khi đã tìm được vị trí tụ tài, bạn có thể đặt cây kim tiền ở vị trí góc tụ tài sẽ giúp tăng tài lộc tốt hơn cho gia chủ. Thứ hai, đặt cây kim tiền ở hướng đông hoặc đông nam. Cây kim tiền có màu xanh là chủ yếu nên có thể coi là loại cây có thuộc tính mộc. Để phát huy khả năng chiêu tài lộc của cây kim tiền, các bạn có thể cân nhắc đặt cây ở góc hướng đông hoặc đông nam trong phòng. Nguyên nhân tại sao lại chọn hai hướng này là vì theo quan điểm của Hậu Thiên Bát Quái thì chấn ở phương đông thuộc hành mộc, tốn ở hướng đông nam thuộc hành mộc. Vì vậy nên đặt cây kim tiền ở hai hướng này sẽ giúp bổ trợ cho khả năng hút tài lộc của cây kim tiền. Tất nhiên, các bạn cần lưu ý vì không phải nhà nào cũng có hướng đông hoặc đông nam đặt được cây, nên còn phải tùy theo vị trí, hướng nhà và cả bố cục trong phòng thì mới có thể đặt theo hướng này. Thứ ba, trong phòng làm việc, trên bàn làm việc. Đặt cây kim tiền ở nơi bạn làm việc sẽ có tác dụng phong thủy thúc đẩy vận may, khiến công việc của bạn gặp được nhiều điều như ý muốn. Bên cạnh đó, loại cây này sẽ có tác dụng thanh lọc bầu không khí, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, thoải mái. Đôi mắt mệt mỏi do tiếp xúc với nhiều giấy tờ, tài liệu và màn hình vi tính cũng sẽ được thư giãn khi bạn nhìn ngắm cây kim tiền. Ngoài ra, sức sống mãnh liệt của cây kim tiền chắc chắn sẽ truyền cho bạn một nguồn năng lượng tích cực, khiến bạn sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống. Thứ tư, đặt cây kim tiền ở trước sảnh, cửa nhà. Với ý nghĩa hút tài lộc nên cây kim tiền thường được bố trí đặt ở trước cửa nhà để mang lại tài lộc cho gia chủ. Nói là trước cửa nhà, nhưng thực ra không phải trước cửa là đặt giữa cửa nhà, mà là đặt hai bên cửa. Các bạn khi đi tới các nhà biệt thự hay chung cư, đôi khi cũng sẽ thấy có khá nhiều cây kim tiền được đặt trước cửa nhà với ý nghĩa chiêu tài, vượng lộc. Thứ năm, nơi có ánh sáng phù hợp. Dù cây kim tiền không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên, bạn cũng nên cung cấp cho cây một lượng ánh sáng đầy đủ. Có như vậy thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Các vị trí khá thích hợp để đặt cây là trên ban công, khung cửa sổ. Lưu ý khi chọn vị trí đặt cây kim tiền. Trên đây là những cách đặt cây kim tiền trong nhà chuẩn phong thủy. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh đặt cây ở phòng ngủ vì nó sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy vào buổi tối. Vì trong lá và cuống của loài cây này có chứa chất độc, có khả năng gây hại cho con người, đặc biệt là trẻ em, nên nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì trước khi trồng cây cần phải cân nhắc thật kỹ. Nên đặt những loài cây này ở trên cao,
tránh xa tầm tay của trẻ em, nhưng phải được bày thật chắc chắn để tránh rơi vỡ. Cách trồng, chăm sóc cây kim tiền. Thứ nhất, cách chọn mua. Để chọn mua được một loại cây kim tiền thích hợp, bạn phải xác định được nhu cầu của mình là gì. Sau đó dựa vào nhu cầu đó để chọn kích thước và cây phù hợp. Khi mua, chú ý chọn những chậu cây có thân cây bụ bẫm, lá cây xanh bóng. Thứ hai, về đất trồng. Cây kim tiền là loài cây dễ sống, có khả năng thích nghi với nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất nên chọn loại đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước nhanh. Tốt nhất là nên trộn đất với mùn trấu, xỉ than đã nghiền nhỏ để tạo độ thông thoáng cho đất. Không nên trồng trên đất thịt vì mật độ nước quá đặc sẽ giữ nước tốt, khiến rễ cây bị thối và lá úa vàng. Khi trồng cây, nên chọn những loại chậu to, rộng vì rễ cây phát triển rất mạnh, còn có không gian thoải mái để sinh trưởng. Thứ ba, về nguồn nước. Hạn chế tưới quá nhiều nước cho cây kim tiền, vì tưới nhiều sẽ khiến cây bị thối rễ và vàng lá, rụng lá. Nếu trồng trong nhà, khoảng 4 đến 5 ngày mới cần tưới nước một lần, và khi tưới thì không cần phải tưới đẫm. Nếu trồng ngoài trời, thời gian tưới nước sẽ ngắn hơn, nhưng không nhất thiết phải tưới mỗi ngày. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Thứ tư, về ánh sáng. Cây kim tiền có thể sống dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, không nên để cây dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong một khoảng thời gian dài. Khi trồng cây trong nhà, cách một khoảng thời gian, chúng ta cũng nên mang cây ra ngoài để cây được hấp thụ ánh sáng, giúp quang hợp tốt hơn, tránh bị vàng lá. Thứ năm, nhiệt độ và độ ẩm. Cây phát triển tốt nhất trong khoảng từ 25 đến 27 độ C. Khi nhiệt độ xuống dưới 18 độ thì cây có thể bị vàng và rụng lá, tạm dừng không phát triển. Dưới 5 độ C thì cây sẽ chết. Cây kim tiền không có yêu cầu cao về độ ẩm, dù độ ẩm thấp hay cao thì cây vẫn có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.